Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều chiêu thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán hàng vẽ thiết kế. Đây thực chất là trò lừa đảo của một băng nhóm. Số lượng nạn nhân lên đến 5.000 người, số tiền bị chiếm đoạt lên đến 100 tỷ đồng. Cơ quan chức năng vừa khởi tố 41 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt bắt giữ 40 đối tượng tại 40 địa điểm khác nhau. Lực lượng chức năng đã thu giữ một xe ô tô, 64 điện thoại di động, 45 máy tính xách tay, 40 tài khoản ngân hàng, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản, tài liệu có liên quan. Kết quả điều tra bước đầu xác định từ khoảng tháng 6 năm 2021 đến khi bị bắt, Lê Bá Hải cùng đồng bọn đã lôi kéo hơn 50 đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng, rồi tổ chức thành 11 nhóm, phân công 11 đối tượng làm nhóm trưởng. Phương thức thủ đoạn là tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet, sau đó đưa ra các thông tin gian dối, hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các cộng tác viên. Các đối tượng sử dụng giao dịch tiền ảo để rửa tiền, chiếm đoạt sử dụng SIM rác, tài khoản không chính chủ, tài khoản mạng xã hội ảo để đối phó với các cơ quan chức năng.